Question 58. Which of the following is a kind of promissory note? A. Straight note. B. Fixed term note. C. Installment notes. D. Both A and C. Correct answer is D. Both A and C. The borrower signs a promissory note, or note, as it is sometimes referred to, when a loan is made. This note states that a certain amount of money is borrowed on a promise of repayment. The promissory note thus becomes an evidence of the debt. The borrower is referred to as a maker, and the lender is referred to as a payee. Câu 58. Loại nào sau đây là loại hối phiếu nhận nợ? A. Giấy nợ thẳng. B. Giấy nợ có thời hạn cố định. C. Giấy nợ trả gốc. D. Cả A và C. Câu trả lời đúng là D. Cả A và C. Người đi vay ký một giấy nhận nợ, đôi khi được gọi là ghi chú, khi khoản vay được thực hiện. Giấy nợ này nêu rõ rằng một số tiền nhất định được vay dựa trên lời hứa trả nợ. Do đó, giấy nhận nợ trở thành bằng chứng của khoản nợ. Người đi vay được gọi là người tạo ra và người cho vay được gọi là người được trả tiền.